Sau đây là cập nhật tình hình COVID-19 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng cho biết, từ 13 giờ ngày 21 tháng 9 đến 13 giờ ngày 22 tháng 9, trên địa bàn Đà Nẵng ghi nhận thêm 10 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 2 ca bệnh đã cách ly tập trung, 1 cách ly tại nhà hoặc tạm thời cách ly tại nhà, 6 ca nằm trong khu phong tỏa, 1 ca qua test nhanh tại chốt kiểm dịch Trần Đại Nghĩa và không có ca chưa cách ly. Tổng số lượt người được xét nghiệm toàn thành phố trong ngày 15.496 lượt. Tổng số liều vaccine đã tiêm đến nay 637.015 liều, trong đó 558.963 người tiêm mũi 1, 78.052 người tiêm mũi 2. Tiếp sau đây là cập nhật tình hình dịch bệnh tại các quận huyện tính từ 13 giờ ngày 21 tháng 9 đến 13 giờ ngày 22 tháng 9. Quận Hải Châu có 7 ca mắc mới tại phường Thuận Phước. Hiện có 8 phường không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa là Phước Ninh, Nam Dương, Hải Châu 1, Hòa Cường Nam, Bình Hiên, Bình Thuận, Hòa Thuận Đông, Hòa Thuận Tây. Quận Thanh Khê không có ca mắc mới. Có 6 phường Hòa Khê, Thanh Khê Đông, Thạc Giáng, Chính Giáng, Xuân Hà, An Khê không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa. Quận Sơn Trà đã được công nhận là quận xanh. Tất cả 7 phường của quận không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa. Quận Ngũ Hành Sơn đã được công nhận là quận xanh. Tất cả 4 phường của quận không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa. Quận Liên Chiểu có một ca mắc mới liên quan đến ca bệnh tại công ty Matrix, khu công nghiệp Hòa Khánh. Quận Cẩm Lệ không có ca mắc mới. Có 4 phường là phường Khuê Trung, Hòa Thọ Tây, Hòa Phát, Hòa Thọ Đông không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa. Huyện Hòa Vang không có ca mắc mới có 10 xã Hòa Bắc, Hòa Khương, Hòa Tiến, Hòa Phú, Hòa Liên, Hòa Nhân, Hòa Phong, Hòa Phước, Hòa Ninh, Hòa Châu không có ca mắc trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu phong tỏa. Hiện tại toàn thành phố có 39 xã phường thuộc 6 quận huyện không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng 14 ngày liên tiếp và hiện không có khu vực phong tỏa.